Sáng ngày 14 tháng 4, Ủy ban Nhân dân quận tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Phòng Tài chính Kế hoạch quận. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Ủy viên quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận dự và trao quyết định, cùng dự có lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan. Theo quyết định số 554 và 555 ngày 7 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Đoàn Tuấn Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, bổ nhiệm lại đồng chí Lê Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch quận, thời hạn bổ nhiệm lại theo quy định. Đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận và đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận trao quyết định tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Đoàn Tuấn Anh và đồng chí Lê Thị Bích Ngọc. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận ghi nhận sự cố gắng nỗ lực, kết quả công tác của hai đồng chí trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận đề nghị hai đồng chí tiếp tục xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết thống nhất, có những tham mưu kịp thời, góp phần giúp quận hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Thay mặt các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm lại, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch quận khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện tu dưỡng đạo đức phẩm chất chính trị, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.